Kate kate bara kate bara son kate buri son. Bạch trên thầy trụ trì chùa Quảng Trạch ở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Con kính bạch trên quý thầy, quý cô trong chuyến đi về với Đại Ngàn tu tập. Con kính chào toàn thể chư vị tiền hữu tri thức trong chuyến đi và đồng bào một ngày mới an lành. Và thỉnh đại chúng ngồi cho thảnh thơi, ngồi giống như Phật ngồi vậy đó. Mình thích ngồi giống Phật không? Ai giống Phật là cái gì mình cũng thích hết đó. Bởi vì Phật lúc nào cũng nhẹ nhàng, và mình ngồi gần một người nhẹ nhàng mình thích không? Thì mình đi tìm một người nhẹ nhàng mình ngồi, thay vì mình nguyện tìm thấy cái người đó, thì mình biết xung quanh mình cũng rất là nhiều người cần cái người đó, cần cái người nhẹ nhàng ấy, họ cũng đang đi tìm giống mình. Vậy mình nguyện là một người mà để cho người khác tìm gặp không? Nếu như mà mình là cái người khác mà họ gặp mà họ hạnh phúc, thì còn cái hạnh phúc nào lớn hơn trong đời mình làm cái người đó? Mình làm một người bình yên giống như Phật, để cho ai tới với Phật cũng thấy hạnh phúc. Bởi vì mình có nhiều người thương lắm, cha mẹ ông bà con cái anh em của mình đó, họ cũng đang đi tìm một vị Phật như vậy, và họ cứ chạy lên chùa. Họ chạy đến một cái cảnh đẹp, họ chạy đi tới một cái chỗ hoa rực rỡ nở, họ chạy tới một cái chỗ bình yên thanh mát dịu dàng, họ ngồi xuống để họ cảm nhận được cái gì đó trong lòng của họ, cảm thấy yên thấy mát giống như bên ngoài đó. Và họ tìm cả đời. Và mình cũng vậy, mình tìm rất là khó, cho nên mình biết những người xung quanh mình là những người thương của mình đó, và những người mình thương nữa họ cũng tìm và rất là khó gặp. Vậy thì mình hãy nguyện đi làm cái người mà họ mong gặp, đó là hãy hiện thân thành 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 ai thành Phật. Hiện thân thành Phật trong cái lưng thì cái lưng mình sao cong xuống thẳng lên. Và khi mình hiện thân lên đôi mắt, thì đôi mắt của Phật là đôi mắt làm sao? Từ bi, nhìn cuộc đời, nhìn bằng đôi mắt tha thứ, không ghim gút hận thù. Đôi mắt như bé thơ, chưa bao giờ biết suy nghĩ. Đôi mắt ấy rất dễ thương. Và nhìn vào đôi mắt bé thơ, ta sẽ thấy được đôi mắt của Đức Phật. Chính đôi mắt không có muộn phiền, lo lắng, không có trách móc, đổ lỗi ấy, là đôi mắt của Phật. Bằng đôi mắt ấy con nhìn Phật, và cũng bằng đôi mắt ấy Phật nhìn con. Nếu mà mình có thể có một đôi mắt của Đức Phật, thì mình nhìn cái gì cũng bằng cái đôi mắt đó hết. Đôi mắt của Phật không có nam nữ, đôi mắt của Phật không có giàu nghèo, đôi mắt của Phật không có thành phố Hồ Chí Minh hay huyện Lắc. Đôi mắt của Phật không có hôm qua hay hôm nay hay ngày mai. Đôi mắt của Phật chỉ đơn thuần là ở đâu thì trọn vẹn ở đó. Nhìn đó hoa thì trọn vẹn như đó hoa. Nhìn một con người thì trọn vẹn như một con người. Khi nghe một tiếng chuông thì trọn vẹn cho tiếng chuông. Giống như tâm hồn của bà con họ tối giờ, cũng như là bây giờ cái cách họ ngồi là con mắt họ vậy đó. Nó không có lúc là lúc láo vậy nè. Cái cách mà chúng ta thấy họ đánh còng chiêng với nhau á, hễ mà một người bỏ một cái chiêng hay cái còng xuống thôi là toàn bộ cái bản nhạc rời ra liền. Tính đoàn kết, hòa hợp, đặc biệt, giống như là một tăng đoàn của Đức Phật vậy đó. Hễ mà người này có những cái âu sự buồn lo gì đó là những người khác một tay tới, hoặc là một cái lon gạo, hay là một cái năm mấy ngàn gì đó
người ta góp lại. Cái tính cộng đồng, cái tính hòa hợp, cái tính làm một hỗ trợ nhau của họ là mình thấy. Đó là tăng thân ấy, đó là sự hòa hợp ấy. Như vậy nè, mình tu tịnh độ hay mình tu thiền, mà đối với người trẻ hay là đối với người ở miền quê giống như bà con vùng núi, có khó không? Không có khó đâu nha. Tu thiền là trực chỉ. Trực chỉ tức là cái tâm ngay thẳng, cái tâm không có nghĩ ngợi nhiều, là tâm đó tu thiền mới gần gũi. Nhá. Cái tâm của bé thơ là cái tâm vốn là thiền rồi đó. Cái tâm của người đồng bào miền núi, cái tâm của họ không có quá nhiều suy nghĩ. Bữa nay là có 5.000 thì họ ăn hết 5.000. Mình nghĩ họ không biết tiết kiệm, nhưng mà cái tiết kiệm mà không khéo léo nó dẫn đến cái sang tham và ích kỷ. Người ta đầu tư cho ngày mai và để hoài đó, để hy vọng là mình sẽ giàu có, nuôi lớn cái lòng tham của họ. Và như vậy thì càng giàu là càng nghèo, giàu về vật chất và nghèo về lòng tham. Và mình không biết là họ đang sống cái hạnh của Đức Thế Tôn, có ngày nào ăn hết ngày đó, không có để dành. Bởi vì để dành là nuôi lớn. Còn ma tham, trong lòng mình có nhiều con ma lắm, nuôi lớn con ma nào, con ma nó lớn lên à. Cho nên mình chưa chắc là giống như Đức Phật đầu trần chân đất gì đó, nay đây mày đó, đâu có gì giữ trong lòng. Bắt cơm thôi, ăn hết cũng phải chia sẻ lại, không có giữ lại gì hết trơn. Nhưng mà giống cái động, cái tinh thần sống của người dân ở vùng núi vậy đó. Có điều họ chưa có ai chỉ cho họ cái cách để làm sao sống một đời tỉnh thức nữa thôi à. Khi mà họ áp dụng tỉnh thức vô nữa là họ sống rất hạnh phúc. Hôm nay con chia sẻ với đại chúng tựa đề là người trẻ có nên tu tịnh độ hay không, hoặc là thiền tập, tức là đưa tịnh độ từ cõi Tây Phương về với cõi Ta Bà. Rồi bây giờ đại chúng, trước khi nghe cái lời chia sẻ pháp thoại với chủ đề đó, cùng với con hát cái bài: đây là tịnh độ là đây. Phật là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn an vui nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày. Rồi cảm ơn đại chúng. Nếu như mà trên tịnh độ, ở trên đó được mô tả trong kinh A Di Đà, không có một người ở một cõi cô độc lẻ loi đâu, mà là rất nhiều những vị Bồ Tát cùng với nhau sáng thức dậy đi hái hoa ở mười phương cõi Phật, về và rải hoái hoa đẹp với chư thiên vậy đó, lên các cái vị Bồ Tát và Phật ở cái cõi của mình. Tức là họ cùng với nhau tu tập á, và họ cùng với nhau sinh sống, họ cùng với nhau nghỉ ngơi, họ cùng với nhau ăn cơm trong chánh niệm, giống như chúng ta cùng với nhau. Đặc biệt lắm nha, cái tâm của con người mình á, bây giờ con ngồi đây chứ, con đưa cánh hoa này lên và con hỏi mọi người thấy cái hoa này không? Thấy. Thì cái thấy của chúng ta là chưa có gì phân biệt. Nhưng khi con hỏi là cái hoa này đẹp hay xấu, mọi người thích nó hay không, là bấy nhiêu con người đây sẽ có bao nhiêu cái mô tả, sẽ có bấy nhiêu cái mô tả. Tâm của chúng ta không có ai giống ai về suy nghĩ hết, nhưng mà cái thấy thì không có khác. Như vậy khi mà mình lấy cái thấy mình nhìn cái hoa thì nó đẹp đơn thuần, nhưng khi mình lấy cái nhận xét của mình về cái hoa là mỗi người mỗi ý. Như vậy lấy cái ý của mình, cái suy nghĩ của mình mà mình tới mình sống với nhau, mình sống với vợ, với chồng, với con, với cái, với những cái mối quan hệ dây mơ rễ má chồng chịch như vậy, bằng cái suy nghĩ của mình khác nhau đó, thì có môn kêu con người tới và ngồi cãi lộn. Người ta chỉ cãi lộn bởi vì người ta có sự khác biệt vậy thôi. Mọi cái cuộc tranh luận là bởi vì khác biệt ở trong tâm của mỗi người, không chịu dung chứa người khác. Vậy nè, đại chúng của chúng ta hôm qua tu tập tính giờ có cãi lộn không? Không. Vậy là đâu có phải nhất định con người ngồi tới là cãi lộn đâu. À, như vậy là ta biết cái bệnh của mình là do suy nghĩ, mà mình đồng hóa mình vào suy nghĩ, và mình nghĩ mình là suy nghĩ,
Đó là mình biết đó là bệnh. Khi mình nhận ra bệnh thì mình hết bệnh và mình biết tu tập, mình trở về với đây là tịnh độ, nghe chỉ biết nghe, thấy chỉ biết thấy. Đơn thuần là ta biết ta đang còn thở, còn sống. Sự sống này đáng trân trọng hay là đáng suy nghĩ về nó rồi biến nó thành phiền hà, và mình là nô lệ và nạn nhân của nó. Sự sống này đáng sống. Đáng sống tức là ta sống sao cho nó đáng. Ta sống sao cho nó không có buồn, có khổ, có trách móc, có hờn giận, có muộn phiền, có lo lắng, có tiếc nuối. Còn mà trong tâm mình nó cứ ồn ào hoài cái tiếng ở trong này thì cuộc sống này không đáng cho mình rồi, thì mình chết đi. Tức là mình chết là mình chưa chốt. Hả? Hễ mà mình ngồi xuống mà ôi, tại sao số phận của tôi khổ thế này, tại sao người ấy bỏ tôi, Tại sao? Một ngàn câu hỏi tại sao là cuộc đời này nó sẽ không cho mình sống nữa. Vì sao? Vì đất này mình mượn của đất, oxy này mình mượn của lá, nắng này mình mượn của mặt trời, cơm mình mượn mỗi ngày vô từ đất lên thức ăn. Ok, cái gì mà mình mượn thì tới đó mình xài tạm thời. Và có người cho mình mượn, họ nhìn như này, họ chăm sóc, họ coi ngó rất là kỹ. Cái người mà mượn xài thế nào, xài cẩn thận, em sẽ cho chị mượn vài năm nữa. Xài không cẩn thận thì trả lại đi, phải không? Như vậy mình sống đâu có bao lâu, ai nói đời người trăm năm, thì mười sáu mười năm cuộc đời không. Đời người trong một khoảnh khắc hết và thở. Nếu muốn biết, nếu mà muốn biết cái điều con đang nói nó cỡ nào thì bây giờ quý vị với con thực tập thử luôn nè nha. Rồi đưa tay lên và bịt cho mũi mình, bóp thiệt và chặt lại, hít vào thật sâu và thở ra rồi bóp mũi lại, bóp cứng ngắc lại, nhắm mắt lại và bóp cứng ngắc lại, thật tình làm đi, để có một trải nghiệm thực sự là đời mình. Đừng có thở nha, bao giờ con nói thở hãy buông tay. Quý vị có làm theo không? Làm theo không? Không, quý vị sẽ không làm thế được. Khi mà quý vị bóp hoài cái mũi và không cho nó thở thì từng tế bào trong cơ thể mình nó sẽ nói gì? Buông ra, hãy buông ra, vừa phải thôi, tôi muốn sống, tôi không muốn chết. Cho nên khi mà mình buồn, mình khổ, mình thất tình, mình sầu muộn, mình bị người ta lấy trộm cắp hay là giẫm đạp lên danh lợi của mình là lập tức mình muốn chết. Khi đó mình hãy bóp mũi lại và mình sẽ nghe cơ thể mình nói rằng tôi muốn sống. Chuyện thất tình của anh là chuyện của anh, nhưng thân tôi muốn sống. Tức là sự sống này nó xứng đáng để cho mình sống, chứ nó không phải xứng đáng để cho mình than thở, trách móc, muộn phiền. Hết chuyện này đến chuyện kia, hết ngày này đến ngày nọ, hết giờ này đến giờ khác, hết chỗ này đến chỗ khác. Nó lộn rồi, mình nhận lộn cái thông điệp rồi. Nên bây giờ ngồi đây nè, tâm mình nó có đang vui không? Nếu không có là mình không nên ngồi đây. Nếu mình không nên ngồi đây, mình đi về nhà, mình ở với người mình thương, mình có vui không? Nếu mình ở với họ mình không vui, mình đi chỗ khác. Mà mình đi chỗ khác, mình đi hết chỗ này đến chỗ kia. Cho nên là nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Xa đâu? Không biết, nhưng mà tương lai á. Như vậy nè, nếu mà chỗ nào, ở với ai, làm cái gì mà mình không vui thì đó là mình sai rồi, mình lộn mất rồi. Thì mình cứ thay đổi đi, mình đi chỗ khác. Vậy nên mình không vui nữa thì mình là một cái xác không hồn, chết mà chưa chôn, rất là tội nghiệp. Cho nên cực lạc là cái gì? Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Giống như con đi tu, con chạy vô chùa, con trốn ở gì ngoài cuộc đời chăng? Nếu trốn ngoài kia vô trong chùa có gì chăng? Có gì? Có bốn bức tường giống nhau, nó sẽ cô đơn vô cùng, nó không có gì cho mình làm hết, nó không có ai cho mình thương cho nhận, nó không có cái gì cho mình tạo tác, rửa chén rửa bát, đi lấy vợ lấy chồng, đi con cái, đủ thứ để cho mình muộn phiền, để cho mình có cái thứ để mình lo, mình cho, mình nhận, mình tương tác, không có cái gì hết. Vậy vô trong này nó có cái gì không? Không, vô trong này cũng giống như ở ngoài kia, cũng là cái tâm đó, cũng có cái tâm này, cũng là cái con người của con thôi à, con không thể chạy trốn khỏi nó được. Cho nên nếu con ở trong chùa mà không vui thì chắc chắn con ra ngoài đời con sẽ khổ hơn cái buồn ở trong chùa 2, 3, 4 năm lần. Thì cái này chứ dạ thôi à. Chứ nó không có cái cực lạc ở đâu ở phía trước để cho mình phải đi lên trên đó hết, nó ở ngay trong tâm. Nếu như mà tâm của mình nó an trú ở hiện tại thì đó lập tức cực lạc nó biểu hiện. Cực lạc không phải bên ngoài kia đổ vô trong lòng mình,
con nhé. Cực lạc là ở trong lòng này không có chướng ngại gì, cũng muộn phiền hết, tự động nó biểu hiện ra. Bởi vì bản chất của sự sống là niềm vui sẵn có đó. Nếu không con chim không hót, chiếc lá không xanh, mặt trời không lên đúng giờ giấc, nụ cười của bé thơ nó không mỉm được nổi. Mới sinh ra đâu có biết gì đâu, cho nên nó rất là dễ mỉm cười. Bản chất của sự sống là một niềm vui, bản chất của sự sống là một tịnh độ, là một cực lạc. Nhưng mà sao mình lớn lên cái hàng ngày cái nó chất chồng nhiều thứ lo lắng muộn phiền sợ hãi quá, cái sự sống nó chạy hết, nó chạy từ dưới chân nó chạy lên tới tim, nó chạy qua vai cái nó chạy lên, cái nó chạy lên trên cái vùng trán nó ở. Sự sống còn lại là những suy nghĩ, những sắc mí không còn nước nữa ở trong đây. Xong cái nó ở trong đây nó nặng quá, không biết làm sao cho mình hết suy nghĩ về cái chuyện hôm qua hay cái chuyện ngày mai nữa trên cái bây giờ mình đi tìm cực lạc. Tìm cực lạc là trước phải phải có tính, sao phải có nguyện, sao phải có hạnh, nhưng chưa đủ, phải chết đấy. Phải chết rồi mới lên cực lạc, mình chịu không? Chịu không? Không, mình đâu có chịu. Mình muốn sống ở cõi này, nhưng mà nó khổ quá cái mình nghĩ đến cực lạc, nhưng mà biểu mình chết mình không chịu. Như vậy thực sự sự sống này là cực lạc. Cực mà sao lạc ta? Cực là phải khổ chứ. Cái đây là cực kỳ, chứ không phải là cực khổ. Bây giờ mình ngồi đây thử mình nhìn ra bầu trời ngoài kia, hai cái cây, mây, gió, chim. Nếu như mà cái cõi này mình đang ở đây mà mình không thấy nó là cực lạc, mình ra khỏi trái đất này mình không bao giờ thấy được cái màu xanh của lá, thấy được mây, thấy được chim, thấy được không gian bao la bạc ngàn bát ngát này ở bất kỳ một cái hành tinh nào khác. Như vậy mình đang ở trên cái thiên đường mà mình đi tìm một thiên đường khác là bởi vì mình tự biến mình thành địa ngục trên thiên đường này, cho nên cực lạc với mình là đối tượng để mà mình đi tìm kiếm. Thì trong lòng mình nó không có niềm vui thì lập tức mình đi tìm nó thôi. Giống như bụng mình đói thì tâm mình nghĩ tới đồ ăn, dễ hiểu như vậy. Như vậy là đây là tịnh độ chứ không có kia là tịnh độ, đây là cực lạc chứ không phải kia là cực lạc. Không phải cực lạc ở phía trước mà cực lạc ở đây, không phải cực lạc ở phía sau mà cực lạc ở chỗ này, ở ngay hiện tại. Hiện tại là ở đâu? Mình đang có mấy người thương, chồng mình, con mình, bè bạn mình, ông bà mình, cha mẹ mình. Nếu như mình ở với họ mà mình khổ, mình chịu không nổi, mình đi tìm cực lạc. Mình đi tìm cực lạc tức là mình ở với họ mình chịu không nổi rồi đó. Vậy mình muốn đi đâu đó một mình, chứ mình có rủ họ lên cực lạc không? Nếu như mà mình niệm Phật mà mình rủ người thương mình lên cực lạc thì tức là mình đang rất là thương người thương của mình. Mình rất là thương người thương của mình, rất là hạnh phúc ở bên họ thì mình lên cực lạc không? Không. Không. Vậy nên khi mình ở với ai đó mà mình rất hạnh phúc với họ thì mình không có muốn đi đâu hết. Vậy cho nên nó có một cái dấu hiệu như này nè. Cho nên khi mà mình muốn đi đâu đó là mình biết rằng mình không chịu nổi với những người bên cạnh mình rồi đó. Mà nếu mình không chịu nổi với người bên cạnh mình thì đến đời này ai chịu nổi mình? Ai? Không ai chịu nổi mình hết. Khi mà mình không chịu nổi một ai đó thì đến đời không ai chịu nổi mình. Tức là mình cứ nghĩ cái sai lầm, cái đau khổ là bên ngoài kia nó rưới lên đi đầu mình. Không, nó ở trong con tim mình. Cho nên khi mà nói mình không chịu nổi một ai, tôi chịu không nổi anh rồi đó nha, mẹ chịu không nổi con rồi đó. Tức là trong lòng của mình nó đang là một đống lửa, nó ngạt, nó nghẹt, nó bế, nó thốn, nó tức, nó mệt mỏi trọng đó. Và mình không chịu nổi với con tim của mình. Cậu có từng khổ không? Con có từng khổ không? Và mình có từng thấy chịu hết nổi rồi không? Có từng có cảm giác đó một lần nào không? Có. Khi mà nói mình chịu hết nổi thì mình chịu hết nổi với ai? Với mình. Chứ rõ ràng là xung quanh đâu có ai làm gì mình nữa đâu. Mình mà mình chịu không nổi mình thì ai chịu nổi mình? Không ai chịu nổi mình nữa hết. Nè. Cho nên khi mà mình tức giận, sân giận, buồn phiền, lo lắng quá nhiều là bởi vì mình không có khả năng đưa đôi tay ra và sắp xếp những cái hỗn độn cảm xúc đó theo ý mình muốn. Và việc của mình là khi mình biết mình chịu hết nổi rồi thì mình đừng có đổ thừa ai bên ngoài nữa. Và việc thứ hai là quay về và tìm thời gian, tìm không gian, ẩn nấp, chạy trốn khỏi những tác động bên ngoài. Đừng có vung vãi cái vụng về đau khổ trong lòng ra cho người thương nữa, tội họ. Hãy về kịp thời, nhanh nhất để mà sắp xếp ổn lại. Về cách làm sao? Ngồi thiền xuống,
Về cách sau niệm Phật A Di Đà, niệm Quan Âm Bồ Tát Hồ Thiên. Về cách sau lạy sám hối mỗi ngày. Về cách sau hãy đi làm từ thiện, hãy nguyện bỏ ác, trì giới ít nhất trong một ngày. Về cách sau hãy về với tăng thân trong một ngày để tu tập, nguyện giữ giới, nguyện an lành, nguyện ở lại, nguyện chuyển hóa mình. Con đã làm cho con khổ và con đã sống với hơn một người con thương, khó lắm mới ở với họ. Phải làm một đám cưới cực kỳ là quan trọng, phải rước cả hai họ hàng về để chứng minh. Phải sinh con sinh cái với họ biết bao nhiêu là thứ mà con đã hy sinh cả cuộc đời. Như vậy mà bây giờ con ở không nổi với họ là do con chứ không phải do họ. Bởi vì những cái gì mà nó có ở ngày nay, nó là cả xương cả máu, cả tình cả nghĩa, cả bao nhiêu nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp để có được, chứ không phải là chuyện đơn thuần. Vậy mà con chịu không nổi với những thứ mà mất bao nhiêu cái giá trị đó con mới có được, thì con đang khờ dại vô cùng. Con lên ở trên Tây Phương Cực Lạc, con thấy cây ổi không? Con thấy cây mận trên nó không? Con thấy một buổi chiều hoàng hôn, giọt nắng chiều xuyên qua một khe lá không? Đây là tịnh độ. Cho nên mỗi lần muộn phiền thì mình cũng biết đây là nơi địa ngục, đừng có đổ thừa ai, đừng có chạy trốn nó. Nơi duy nhất tạo ra đau khổ cũng là nơi duy nhất chuyển hóa đau khổ đó. Mà khi hết đau khổ thì tự động hạnh phúc nó biểu hiện, chứ không phải đi tìm kiếm. Thế này nè: Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Người trẻ có nên ngồi làm hoài như vậy không? Ai nói người trẻ không nên làm hoài như vậy vô tay? Tại sao? Người trẻ càng nên làm như vậy đấy. Bởi vì nếu người trẻ không Nam Mô A Di Đà Phật thì người trẻ làm gì? Băng ghẹp. Người trẻ làm gì? Nhắn tin I love you, I miss you, I hate you. Tôi ghét bạn, tôi thương bạn, tôi nhớ bạn, tôi hận bạn. Yeah. Tức là người trẻ bây giờ có rất là nhiều cái phương tiện để mà tai mắt mũi lưỡi của mình hãy có rảnh một thời gian chút là nó chăm bẩm vô. Nó không thể ngồi không được, biết không? Nó không thể cầm để cái điện thoại đó 30 phút mà nó reo 5 mấy cuộc mà không đưa cái tay rờ, chịu không nổi. Như vậy là người trẻ mất tự do, bị tác động, bị lôi kéo, bị ràng buộc bởi một chiếc điện thoại thôi, chứ đừng nói chi là người thương, là bằng cấp, là ăn uống, là hưởng thụ, là xa hoa, là đủ thứ. Chỉ cần một cái điện thoại thôi là biết người trẻ mất hết tự do rồi đó. Như vậy người trẻ càng nên quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe có vẻ nó giống như là đám tang không? Nếu mà anh không có khả năng ngồi lại với con người của anh ít nhất 5 phút thì ai chịu nổi con người của anh khi ở bên anh 5 phút? Anh mà 5 phút anh không chịu nổi với Nam Mô A Di Đà Phật thì trên đời này một người nào đó kém phước lắm mới lấy anh về làm vợ làm chồng ấy. Xui lắm á. Con hãy thử ngồi với mình mà Nam Mô A Di Đà Phật 5 phút thì con làm được không? Thì Nam Mô A Di Đà Phật đó, hay là hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười giống nhau. Hít vào biết hít, thở ra biết thở, 5 phút mà thấy mình có dễ chịu với mình không? Hay ngồi xuống cái nó nặng cái đầu, nó bắt đầu khó chịu, nó bức bách và nó ràng buộc. Là nên biết mình là tai họa của thế gian này. Mình đi tới đâu mình sẽ muộn phiền tới đó. Mình sẽ cần cái đối tượng bên ngoài để làm cho mình bớt suy nghĩ tới đó. Nếu không phải là thuốc phiện, không phải là thuốc hút thuốc lá, không phải là một bộ phim, không phải là thức ăn, không phải là cảnh đẹp, không phải là đồ đạc, không phải là một cái đối tượng vật chất nào đó, thì là một cái đối tượng phi vật chất, đó là tinh thần, là cái người bên ngoài kia. Về đây và vuốt ve cảm xúc của tôi được gọi là tình yêu. Về đây làm cho tôi thỏa mãn thân xác được gọi là tình dục. Về đây làm cho tôi thỏa mãn cái tâm tư được gọi là tri kỷ. Tôi sẽ biến toàn bộ thế gian này thành cái công cụ để phục vụ cho bản thân tôi. Hay cho tôi nụ cười người ơi. Kiểu như vậy. Kiểu như là mình sẽ đi ăn xin và làm cho người khác thành cái công cụ để mà mình được đáp ứng, được phụ. Và mình nói là mình thương họ. Hãy tuổi trẻ. Đó không phải là thương. Hỡi người trẻ, đó là tham. Nơi nào có tham nơi đó không có thương. Nơi nào có tham lam nơi đó không có tình thương được. Và nơi nào có tình thương thì nó không có tham lam. Nơi nào có tình thương? Nơi nào có tình thương trên cái đất này? Nơi nào? Nơi này là nơi nào? Ngay giây phút này là ở đâu? Hả? Ở trong chùa. Hiện tại là ở đâu? Tình thương ở đâu?
Khắp mọi nơi là ở chỗ nào? Ở trong tâm. Ở trong tim của mỗi con người. Nó không có bên ngoài kia đổ vô đây đâu. Nó ở trong tim của mình. Một người mẹ thương người con bắt đầu từ đây nè. Một người nam thương một người nữ bắt đầu từ đây. Nó không có bắt đầu khắp mọi nơi ngoài kia. Nó bắt đầu từ đây. Và nó lấy cái tình yêu thương trong này. Nó nhìn qua con mắt. Và đó gọi là lấy mắt thương nhìn cuộc đời. Và cuộc đời dưới cái ánh mắt của tình thương, không có chỗ nào mà không có thương yêu hết. Nha. Vậy mà tình thương bắt nguồn từ, không phải có người ngoài kia đẹp, không phải có người ngoài kia giàu, không phải có người ngoài kia sang, không phải có người ngoài kia già hay trẻ, Sài Gòn hay là Nguyễn Lắc. Cái tình thương nó ở từ trong này. Khi mà có người đó có khả năng thương, ta thương một hòn đá hay sao, ta sẽ thương một người con gái gì chàng vậy. Khi ta hạnh phúc ở với một người giàu sao, ta hạnh phúc ở với người nghèo gì chàng vậy. Nếu mà con may mắn con gặp ai mà có khả năng sống như vậy, phước đức lắm. Nếu mà mình có khả năng thực tập như vậy, khi mình ở trong một gia đình thì người đó là củ báu của gia đình đó. Ta sống rất vững vàng. Ta sống không có cần cầu, phải có tham lam, phải dành và không phải mệt mỏi, phải căng thẳng. Ta sống rất là nhẹ nhàng. Và cả cuộc đời này không cần người giỏi đâu. Nếu giỏi thì tốt. Nếu không giỏi thì có người thương của anh cũng chỉ anh muốn một điều là anh sống cho nhẹ nhàng, để họ ở bên anh cho nhẹ nhàng thôi. Phải không nào? Thiệt tình là vậy mới. Cuối cuộc đời, hãy những người trẻ hãy hỏi những vị lớn tuổi, 60 thôi là họ đã thấy rồi. Đời của họ không muốn gì hết, chỉ muốn hai chữ: bình yên. Là đủ rồi. Bây giờ họ thấy cuối cùng rồi, các bụi tay trắng tới đây nè, thì các bụi tay trắng đi về. Cuộc đời này là các bụi. Nhưng mà mình không thấy cho đến khi nào mình trải khoảng 60 rồi, và bắt đầu biết tu tập. Mình trải nghiệm đủ vui buồn, tiền tình danh lợi mình qua hết rồi, mình thấy ủa, mình nắm đủ thứ hết trơn, mình cố gắng mọi thứ mà sao bây giờ hình như là nó không phải của mình rồi. Lúc đó là mới thấy toàn là những vị đi tu là lớn tuổi à. Chúng ta thấy nè, tuy họ hiểu đời, phải không cụ? Họ thấm đủ tương trao rồi đó. Và họ thấy chuyện yêu, thương, ganh, ghét, hờn, giận, trách, móc, muộn phiền, sao thấy nè, đủ. Và bây giờ không còn gì trên tay họ hết, họ không buông. Bây giờ thì cái lúc mà họ ra đi nó cũng buông, mà nó buông thì họ buông không nổi. Họ buông thì nó hơi khó một chút, nhưng mà họ trí tuệ, họ chọn cách buông. Nếu không, tới khi họ mà không còn khả năng buông mà nó buộc phải buông, có đau khổ vô cùng. Mình tới đây nó là một sự ràng buộc của nghiệp lực sinh ra cõi đời này. Nhưng mà cái cách mà mình ở, mình sống, cái thái độ của mình ở trong cái cõi mà mình tới bị bắt buộc đó là hoàn toàn câu chuyện quyết định của mình. Nè, cái thái độ sống của mình á, chẳng hạn như bây giờ con thương ai, con ở với ai, ai là mẹ cha con, ai là người thương của con, ai là em, là chú, là bác của con, đó hoàn toàn không phải là câu chuyện của con quyết định. Nhưng mà cái thái độ sống của con giữa những cái môi trường con người đó là do con quyết định. Như vậy cái chết của con đó là do con quyết định khi mà con sinh ra và bắt đầu con sống một cách có tỉnh thức. Tức là con lựa chọn bỏ trước khi nó bỏ con. Hiểu như thế này chứ. Bây giờ con có cái gì? Con có ai? Con có bao nhiêu thứ? Con có đang dính mắc vào nó không? Con có đang thấy mình hạnh phúc cực kỳ về nó không? Nếu có, báo cho con biết. Đó là một tin buồn ấy. Khi mà lòng tham ở trong mình đang còn dãy đầy, mà có rất là nhiều cái phước đức ở bên ngoài kia để nó làm cho mình thỏa mãn. Một tin buồn ấy. Vì sao? Vì mình thỏa mãn một ngày mình sẽ nhớ nó một ngày, mình thỏa mãn nó hai ngày mình sẽ nhớ nó, ba ngày mình thỏa mãn nó, một năm mình sẽ nhớ nó, năm năm mình thỏa mãn nó, cả đời và bắt đầu kiếp sau mình đi tìm nó nữa. Đó gọi là luân hồi. Vậy thì ai đi đời này đi tìm dục lạc, hưởng thụ những điều tốt, những điều hay, những điều được gọi là wow, giàu có, xinh đẹp, cuộc đời này họ đang theo đuổi. Chúng ta muốn đi tìm những điều đó không nè? Chúng ta đang đi tìm những điều đó đúng không? Mà chúng ta tìm những điều đó, chúng ta thấy, chúng ta gặp, chúng ta hạnh phúc không? Hạnh phúc rất nhiều. Để làm chi vậy? Để chúng ta tầm trầm luôn, mãi mãi luôn ở trong cái cõi này. Thật là một tin không tục. Ồ thầy ơi, nói như vậy đi tu hết đi. Tại sao Sĩ Đạt Ta phải bỏ đi tu trong khi ngũ dục là ai cũng mong muốn mà không có được, mà ngài có được hết mà ngài bỏ đi? Ngài bỏ đi vô rừng này, ngài hưởng cái gì trong đó? Nếu như mà ngài không có một cái gì đó nó hưởng một cái giá trị cao hơn ở ngoài cung điện, ở trong rừng chịu nổi không? Sẽ nhớ liền. Ôi ngày xưa sao ở trong cung điện, cung vàng điện ngọc, ngủ
niệm sao mà nó im quá chừng, ăn sao mà nó ngon quá chừng, sao bây giờ đây không có cái gì ăn mà đói lên đói xuống chịu không nổi, phải không nè? Nếu mà không có một cái niềm vui gì đó hơn cái niềm vui ngủ dục ở ngoài cung điện kia thì thái tử sẽ không ở nổi ở trong rừng sâu kia đó, chắc chắn luôn, phải không? Nếu mà không có một cái niềm vui tu trong đạo thì con sẽ không ở nổi ở trong chùa, bởi vì ngoài kia nó hấp dẫn hết, nó làm cho tai mắt mũi lưỡi của mình rất là ngọt. Như vậy là ở trong đạo sẽ có một cái sự hưởng thụ đặc biệt và sâu sắc, lâu dài, dễ tìm kiếm hơn nhiều ở ngoài kia. Ở trong đạo ta có một cái cấp độ hưởng thụ cuộc đời đẳng cấp mà không cần xin ai hết. Hãy có cái thân người khỏe cái thân và yên cái tâm là hưởng thụ được bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Chứ không phải cần một người thương để mà mình hạnh phúc, không cần phải một cái nhà sang để mình hạnh phúc, không cần phải có hai ba đứa con để mình hạnh phúc, không cần con của mình học giỏi để mình hạnh phúc. Một chiếc xe mà người đẩy, người đạp, người kéo nó mới chạy, còn một chiếc xe chỉ có một người đạp thôi mà nó chạy thì chiếc xe đạp một cái mà nó chạy đó là chiếc xe rất là hiện đại. Còn chiếc xe mà quá nhiều điều kiện nó mới chạy là chiếc xe quá lạc hậu. Một ông thầy tu mà bước một bước chân là hạnh phúc, mở mắt ra biết mình còn sống là hạnh phúc, mỗi lần mình thức dậy là mình thấy vui, mỗi lần mình ngồi xuống là mình thấy vui, mỗi lần mình ý thức rằng mình còn đôi mắt này là mình thấy vui, mỗi lần mình ý thức rằng người thương của mình còn sống bên cạnh mình là mình thấy vui, mỗi lần mình biết là con tim mình nó đang còn đập và mình còn có khả năng yêu thương nhiều bao nhiêu lần tổn thương là mình thấy vui, mỗi lần mình thấy cháu mình nó cười khà khà mình cười ra không còn răng là mình thấy vui, phải không nào? Cái niềm vui đó là cái niềm vui của người tu tập ấy, và càng tu họ sẽ càng vui, họ cần niềm vui dĩ nhiên, nhưng mà cái niềm vui đó của họ không khó phải tìm kiếm, cho nên họ cần đâu là có đó. Khi mà họ cần một người họ nói chuyện thì họ có thể nói chuyện với một người, khi không có một người họ có thể nói chuyện với đóa hoa, khi họ không nói họ sẽ lắng nghe đóa hoa nói. Đóa hoa nó có ngôn ngữ của nó không? Nè, chúng ta thấy đóa hoa không? Ai nhìn vào đây mà nghe được đóa hoa này đang nói gì? Nó hát cái ngôn ngữ không lời. Rằng thấy cái cánh của nó không? Nó sắp xếp cách sau đó mà không có phải nó ở hết ở bên này, mà nó là tròn vòng. Nó sắp xếp sau đó mà đất không có màu hồng, lá không có màu hồng, hột không có màu hồng, mà lên đây cái cánh hoa nó màu hồng. Nó sắp xếp sau đó mà đất không có mùi đó, nước không có cái mùi hương đó, đá không có mùi hương đó, không có bất kỳ một cái gì của cái hoa này có cái mùi hương đó, vậy mà ra cái cánh hoa, cái ngửi cái có mùi hương đó, nó lạ. Những cái thứ đó mình có thấy không? Mình có nghe được hoa nó nói không? Không, nếu mình không nghe được là cái bộ máy hạnh phúc mình nó cũ kỹ, nó lạc hậu rồi. Vậy là mình phải về mình sửa lại máy, mình phải trau chuốt lại con tim, máu mình nó chảy cách sao trong đó, từ vật lý cho đến tâm lý mình bất ổn, cho nên những cái thứ bên ngoài nó sờ sờ là cực lạc cái đó mà mình không thấy, mà mình phải đọc cái trong kinh A Di Đà, mà để Đức Phật A Di Đà phải lập ra một cái thế giới đó để mình ngồi mình tưởng tượng ra qua cái hình ảnh nó trển, để mà mình mong lên đó rồi mình quên mất thế giới này. Thế giới cực lạc ở trong chiếc hoa này nè, mình có thấy được không? Nếu mà mình có khả năng thấy được cái hạnh phúc ngay đây và bây giờ, tức là chiếc hoa này là một đối tượng rất là đơn thuần, nói rất là đơn thuần nhưng mà không phải đơn thuần chút nào nha. Chiếc hoa này nó không thể mọc trên cung trăng hay bất kỳ một cái hệ hành tinh nào khác trong cái hệ mặt trời này, nó phải mọc trên đất này đấy. Trên đất này sao có đủ điều kiện sự sống cho nó, chứ không phải đơn thuần. Không phải đơn thuần mình ngồi đây, kiếp trước mình không có giữ năm giới, bây giờ mình làm người được không? Không. Kiếp trước mình giữ năm giới mà không phải năm giới của nhà Phật, mình có vô chùa mình ngồi mình tu tập tiếp không? Không. Mình đã gặp người bạn đồng tu không? Không. Mình chạy dưới đường, mình chạy dưới đường như một người điên xích, hay mình chạy dưới đường như một CEO cực kỳ giàu có mà không có giữ năm giới tiếp tục tu hành thì kiếp sau đi xuống, vui lòng đi xuống. Đi xuống không à? Không phải ai đọa, mà bởi vì đi xuống là bởi vì anh có một cái phước quá lớn mà anh không tiếp tục tu tập, cho nên cái phước của anh nó làm cho tay của anh có một nắm vàng, và cái dục lạc ở trong anh quá nhiều. Nắm vàng nó dẫn anh đi đâu? Vô bài bạc, vô quán bar, vô hưởng thụ. Thì xong cái thứ đó, nó làm cho cái tâm anh rừng rực lửa trong lòng, hết cái thân
cái dục vọng, cái dục vọng ở trong lòng mà nó tăng lên, cái thân không có lấy đâu nó hưởng thụ, thì nó phải đi xuống cái cõi thấp hơn. Hiểu chỗ này không? Đó. Cho nên anh phải biết, anh đang làm người, trước khi anh tù nằm giới, anh làm người Phật tử, anh nằm giới của Đức Phật. Anh biết vô chùa, anh biết thương người, anh biết kính người, cho nên anh mới gặp những người bạn đồng tu biết tu, ngồi lại với nhau. Anh có thấy được điều đó là hạnh phúc không? Và anh tiếp tục tu lên để đi lên đó. À, hạnh phúc là đó. Cho nên con biết, con ngồi đây, con là người tu, đầu của con trọc, áo con vàng. Con biết mình đã từng ở đâu đó làm thầy tu. Con biết Đức Thế Tôn ngày xưa ở trong rừng sâu ấy để cho Ngài cực khổ để cho con ngồi đây. Con thấy được Đức Thế Tôn ở trong cái lưng của con, ở trong hơi thở của con, ở trong những ngôn ngữ này con nói, ở trong cái nhận thức này của con. Đức Thế Tôn ngồi trên kia để con được ngồi đây. Yes. Và con hạnh phúc về điều đó, con tri ân về điều đó, và con tiếp tục nuôi lớn điều đó trong đời sống tu của con mỗi ngày, để con nhận ra cái hạnh phúc đơn giản nhất ở đây và bây giờ. Đây là tịnh độ, đây, đây nha, đây là mẹ của con còn sống ở nhà, hai ba người thương của mình còn sống đó, đó chính là đây. Không giận hờn, không khen, không chê, không có đúng sai gì hết, vui lòng biết họ sống đó cho mình, tức là đây là hạnh phúc. Bởi vì chẳng qua bao nhiêu cái giận hờn trách móc của anh là do cái hơi thở này nó còn vào và nó còn ra thôi, nó hết vào nó hết ra, anh khỏi cần giải quyết vấn đề, vấn đề nó cũng tự hết, phải không nè? Đây là tịnh độ, đây là cái thân của con nè, cái thân con còn khỏe. Cái lúc mà cái răng con nó đau thì mơ ước lớn nhất trên đời này của con là gì? Hết đau răng. Chứ vậy khi mà ngồi đây cái thân mà nó ổn, nó không có bệnh gì hết, thì tịnh độ là đâu? Tịnh độ là cái thân này đang khỏe. Khi con ngồi đây mà không có một người nào làm bên ngoài kia làm cho con khổ hết, thì cái tâm con nó đang yên. Khi cái tâm con đang yên, con thấy cái gì nó cũng đẹp. Ở chỗ giông bão trong lòng thì chỗ nào là bình yên? Giông bão trong lòng nè, chỗ nào ở bên ngoài kia cũng giông bão hết đó. Vì tâm mình nó đang yên thì đó là tịnh độ, phải không nè? Thì đây là tịnh độ, thân này yên, tâm này yên, người thương của mình đang yên, họ còn sống đó cho mình. Đây là tịnh độ. Một cái hoa này biểu hiện mặt trời sáng sớm lên rọi trên ánh nắng vào hôn nhẹ đến chiếc hoa, và ta vô tình bước qua thấy hai đứa nó gặp gỡ, ta là một phần ở trong đó. Sự sống nhận thức này của vũ trụ xưa nay chờ cái nhận thức của loài người ta để trong đó, và nhận ra đó hoa chính là chiếc lá, chiếc lá chính là mặt trời, mặt trời chính là đó hoa. Tương tức nhân sinh như vậy, và ta đã ở đó, ta cũng chỉ là một chiếc hoa. Thật là đẹp để thấy những người bạn vô số trên đất này, ta cũng là đất. Ta đi trên đất để ta biết ngày mai ta về với đất. Ta dọc đất để ta biết rằng đất là ta. Vì đất thành cơm, cơm vô cái thân này, vô cái thân này là vài bữa nữa về với đất. Cho nên trẻ hay già, người tu hay người đời, tất cả chúng ta ai cũng đang đi con đường tìm về tịnh độ. Hôm nay là vía của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà có một cõi giới tên là Cực Lạc, cách muôn vạn ức ở Tây Phương, là hướng mặt trời lặng ấy. Mặt trời lặng cái gì? Lặng hết cái muộn phiền thì còn lại cái niềm vui. Đức A Di Đà nói con lặng hết đi cái muộn phiền thì tự động ta sẽ biểu hiện tự tánh Di Đà của con ra. Muộn phiền con không chịu lặng, con lấy đó, con lên, con lấy cái muộn phiền của con bỏ vô cái passport, con đi qua cái cực lạc là ta sẽ đuổi con về lại. Bởi vì trên đó không có chứa muộn phiền thì nó mới sinh cực lạc. Con muốn lên cực lạc, con mang muộn phiền theo ai cho con ở? Như vậy trước hết mình phải có cái cực lạc cho riêng mình, và mình lên cái cực lạc, lên làm cho cái cõi của Ngài trang nghiêm hơn. Đó là tình yêu. Tình yêu tức là ta có một thứ rồi và ta muốn chia cho người khác. Còn mà ta không có tình yêu, ta đi xin người khác, ta là kẻ ăn xin chứ yêu thương gì? Cái gốc của cái hoa sen nó ở trình độ đó, thì cái gốc nó ở đâu? Nè cõi nào? Ở đây nè. Nè cái cõi này. Ta bứng cái gốc ta lên trên đó là cái hoa sen nó chết. Ta phải tưới tẩm nước, phân, bùn, phải chăm sóc bằng cái phiền não của mình hàng ngày đó, tức là bồ đề. Mình tưới tẩm, mình phải chuyển hóa cái tham sân si của mình đó. Thế mình chuyển hóa được bao nhiêu thì cái hoa sen nó nở trên cái cực lạc nó lớn to bấy nhiêu. Còn mình cứ ngồi đây mà mình nói có tịnh độ hay không, mình cứ đòi mong lên trên đó mà mình hàng ngày không có tưới tẩm cái hạt giống tịnh độ ở trong cái tâm của mình lên trên đó,
Thì đó nó biểu hiện cái cõi của cái tâm mình thôi, chứ nó không có biểu hiện bất kỳ một cái gì hết trơn. Mình trả lời dùm câu này, có một tịnh độ hay không? Là hằng ngày đó, trong 8 tiếng hay 7 hay 6 tiếng mình ngủ rồi đó, thì còn 2 phần 3 thời gian còn lại, tịnh độ của mình là bao nhiêu? Từ trong chùa ra ngoài ngõ, từ ngoài ngõ về nhà, mình gặp 5 người quen, 5 người đó có 3 người mình ghét, 2 người mình thương, và 1 người mình thương và 1 người dưng. Thì mình coi thử cái cách của mình chào anh, chào chị, chào cô, chào chú, mình chào bao nhiêu người. Và trong khi mình chào thì cái thái độ tâm của mình với 5 người đó khác giống thế nào? Và cái niềm vui của mình đối với người mình thương, đối với người ghét của mình có hận không? Đối với người dưng của mình có không có để ý cái nụ cười của họ không? Mình biết ở trong tâm mình có bao nhiêu tịnh độ mà. Phải không nào? Nếu như mà tịnh độ của mình từ đây tới nhà gặp 5 người mà mỗi ngày nó tăng lên. Hôm qua ta ghét, ta lánh đường, ta không chào, không gặp. Nhưng hôm nay được thầy nói rằng tịnh độ ở trong tâm ta, ta không muốn tránh đi chính mình, ta đi thẳng và nguyện thứ tha. Chào anh ạ. Dẫu biết rằng họ còn khó chịu với mình, nhưng ít nhất mình đã mở rộng cái dung lượng chứa của mình nhiều hơn hôm qua. Tức là hoa sen ở trên tịnh độ kia tươi tắn hơn một chút. Chắc là điều đó luôn. Như vậy, cái người mà mình ghét đó là một nắm buồn, và mình sử dụng nó làm cho gốc sen của mình nhiều dinh dưỡng hơn, và cái hoa sen trên kia nở tươi tắn hơn. Vậy không phải là bao nhiêu người thương trên đời mình có, họ ghét mình, họ thương mình là chuyện của trời mưa. Trời mưa, trời nắng là chuyện ở ngoài kia. Ở ngoài kia là chuyện của trời. Của trời thì mình quyết định được không? Không. Nhưng mà những gì mà trời xối xuống, mình có khả năng, cái tâm của mình tự do thái độ để đối xử lại với nó. Yêu ghét là chuyện của họ, mình đâu quyết định được. Họ thương mình hay họ lấy mình là chuyện của ai? Chuyện của họ. Họ vui, họ buồn, họ hay, họ dở, mình có nói anh không được thế này, anh không được thế kia, mình có nói cũng bằng thừa. Họ thích gì họ làm đó, mình không có quyền. Nhưng mà mình có cái thái độ tâm của mình sử dụng những thứ đó để tưới tẩm lại hạt giống tỉnh thức và thương yêu trong lòng mình. Không có ai trên đời này mà hiển nhiên đi ngang của mình mà không có nhân duyên để nuôi lớn tỉnh thức và thương yêu trong mình hết đó. Hễ mà người ghét mình, để cho mình học cách mở rộng cái dung chứa của mình tự bi hơn. Rõ ràng là một có một người mình ghét, mình không chào được hôm nay, nhưng đừng có để như vậy hôm sau. Chào liền, hôm sau quyết đi đường đó, thấy anh ta nới rộng con tim ra một chút, chào anh. Bởi vì mình là đẳng cấp con người chứ không phải đẳng cấp của con vật. Con vật giống như con chó ha, hễ mà chửi, hễ mà la, hễ mà đánh nó sợ một lần, từ đó về sau nó sợ miết. Hễ mà thương nó một lần, từ đó về sau nó thương miết. Nói đó là chính trung thủy, nhưng mà đó cũng là sự dính mắc và dại khờ. Còn con người của mình đúng là ghét mình cái mình ghét, thương mình cái mình thương, nhưng mà mình có khả năng chuyển cái ghét đó thành cái thương. Còn con chó nó không làm được. Vậy thì nói cái chuyện mà mình làm một con người cho trọn vẹn, mình không ghét cái người kia quá 5 ngày, đến ngày thứ 6 mình nguyện ta là một con người có khả năng chứa cái điều khó chứa, đó là người vĩ đại mới làm được. Vĩ đại đâu có phải là một con người vĩ đại lãnh tụ. Vĩ đại tức là ta lãnh tụ được con tim của ta. Con tim của ta có bao nhiêu người dân trong đó muộn phiền thương ghét, và ta có khả năng sắp xếp nó theo ý ta muốn. Bởi vì con tim này ở trong đây, ở trong đây thì quyền quyết định của ta, thì ta quyết định sao sẽ sắp xếp những cảm xúc nào tuyệt vời nhất để nó biểu hiện, và ta là cái người được hưởng cái phần thưởng ngọt ngào của con tim của mình. Nè nè, như vậy từ đây tới chiều, từ đây về sau, con tự thấy mình có bao nhiêu tịnh độ, nụ cười con nở được bao nhiêu lần trong ngày, tâm của con khó chịu với bao nhiêu thứ mà con khó chịu trước kia, bao nhiêu người làm cho con muộn phiền, và bây giờ lòng con đã được, đã buông bỏ được những cái điều nó làm cho con cảm thấy chứ hạn như ngồi xuống nóng một chút con cảm thấy phải đứng lên giật cái quạt cho bằng được, lạnh một chút con cảm thấy phải bực bội, phải la ó cho bằng được, đói một chút con phải nghĩ ngay tới kiếm ăn cho bằng được. Phản ứng liên tục như vậy. Thì bây giờ con coi thử, mỗi ngày ta ngồi xuống, ta sinh hoạt, ta qua lại, ta giao tiếp, ta đến đi, lòng của ta an yên bao nhiêu phần trăm? Nó tăng dần điều lên hay nó giảm dần điều xuống? Ai biết mình ngoài chính mình? Mình là quan sát viên của mình. Mình quan sát kỹ nhất, mình thấy rõ nhất, đó chính là thiền Vipassana. Và khi mình quan sát
bằng Vipassana thiền rõ ràng như vậy. Mình quan sát thì mình thấy cái nào rác, cái nào hóa, mình sẽ loại rác ra, mình bỏ hóa nhiều hết. Và tự động khi mà trong vườn mình đầy hóa thì đó được gọi là tịnh độ. Như vậy muốn có tịnh độ phải tu thiền. Và tịnh độ là kết quả khi mà tâm anh đã thiền. Vậy thiền không có phải đau khổ, không có phải hành hạ mình, mà thiền chính là, đây là tịnh độ. Tịnh độ ở đây luôn, chứ không phải trồng hoa 10 năm mới có. Tịnh độ tức là hoa nó nở ngoài sẵn rồi nè. Hoa nở là người thương mình tự động, họ có gì như mình kiếp trước họ tới họ thương mình rồi đó. Hoa tự động ra một đứa con nó xuất hiện cho mình đó. Hoa tức là một người bạn, một người đồng tu. Hãy mà nói về với đại ngàn là 100 con người ngồi lại với nhau là hoa đó, 100 đó hoa. Đó không phải là lãng mạn lý thuyết, đó là tự vì tâm của mình cực kỳ năng niu một đó hoa nè. Cho nên tâm của mình cực kỳ năng niu một sự sống. Một đó hoa mình có nở, mình lấy cái tay mình dò như thế này không nè. Hả? Đó hoa như thế này mình có nói bay dục bẻ nát. Mà làm như vậy thì tâm mình bạo động vô cùng. Nhưng mình không nở làm như vậy với một đó hoa. Không lẽ mình nở làm như vậy với một người mình thương, với một con người ngoài kia? Mình không nở. Như vậy khi mình thấy mình ở giữa một đó hoa thì mình mới thấy mình đẹp. Khi mình thấy mình ở giữa một vườn hoa mình mới thấy mình đẹp. Lập tức mình lấy máy hình mình chụp liền. Nhưng mà không cần mình phải vào vườn hoa mình mới thấy mình đẹp đâu. Mình chỉ cần quay về hiện tại, mình đi từng bước thảnh thơi. Lá cũng là một đóa hoa, chim hót cũng là một đóa hoa, một con người bên cạnh cũng là một đóa hoa, một bé thơ cũng là một đóa hoa, một con chó quẩy cái đuôi cũng là một đóa hoa, một mắm cơm người thương mình dâng lên cũng là một đóa hoa, một người bạn bên cạnh mình hôm nay mình đi lên cái thiền hành hỏi cái này chuẩn bị món cơm cho mình thì nhìn vào trong đó và thấy đó là tình yêu trong đó cũng là một đóa hoa. Và hơi thở này chiếc lá thở cho mình miễn phí và mình thở ra cho nó hút hết oxy của bụi bặm và ô nhiễm trên đó cũng là hoa. Răng này nó còn để cho mình nhai cơm cho thiệt kỹ, mình nuốt cũng là hoa. Và mình thấy người khác còn răng đó cười với mình cũng là hoa. Như vậy chỉ cần quay về đây và bây giờ thì mình đang ở trong một vườn hoa. Và mình thấy mình đẹp vô cùng. Cái tâm của một con người, thầy đang ví dụ như vậy để chúng ta hiểu cho nó rõ rằng cái đời sống tu hành của người tu giống như thầy hay như quý thầy của sư cô còn trẻ thì chúng ta biết họ không có lúc nào cũng nghĩ lên tịnh độ để mà ở đây đau khổ quá mà chạy lên đó. Có những cái dạng đó, đó tức là khổ đau quá rồi, có thân nó đang khổ quá, hoặc là người thương mình làm cho mình tan nát, mình chán cõi này quá rồi, lên trên đó. Đó là một động lực, đó là một loại. Không phải chỉ có một loại duy nhất đó, còn có nhiều hơn một cách để mà lên tịnh độ. Đó là hãy biến cái tịnh độ trên kia thành cái sự thực tập ở dưới đây. Và khi mình thực tập dưới đây tốt, nhất định đó sẽ là nơi mình đến. Bởi vì mình sẽ về cái nơi mà mình đang đi. Và mình đang đi trên con đường tịnh độ thì cái điểm đến là tịnh độ. Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Mỉm an trú Phật là lá chính, pháp là máy bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Đại chúng thở vào, hoa nở thẳng lưng lên, thở ra trúc lây thư giãn đến bờ vai. Mình là hoa mà hoa nở và buổi bình minh sao nó mong manh nhưng nó rất là đẹp, nhẹ nhàng thanh thoát làm sao. Mình là trúc lây, là gió, là trúc, là nhẹ nhàng vui đùa, sao nó bình an lạ thường. Tịnh độ là hoa ấy, là trúc ấy, là gió ấy, là tiếng nhạc vi vu của ca lăng tần già đang ca thành tiếng pháp ấy. Và chư vị bồ tát thượng thiện nhân đang hành trì từng bước thiền hành đó. Hoa trời rơi ấy, miễn là tâm chúng ta buông bớt xuống những cái tham sân si, trạo cử hung trầm mạn nghi vô minh, những cái ái dục, những cái chất chứa của bao nhiêu nghiệp lực buông xuống là lập tức vào hơi thở là hoa nở. Hoa gì nở? Hoa tỉnh thức. Tỉnh thức là sao? Tôi biết mình đang thở. Biết mình đang thở thì sao? Tôi biết mình đang sống. Biết mình đang sống thì sao? Chuyện gì cũng được, tốt xấu gì cũng được, nhưng ta còn sống thôi là được. Nên sự sống bản thân nó là một đóa hoa.
và đóa hoa bản thân nó đang nở. Việc của mình là đừng có làm cho mưa gió bão bùng gọi tới cho nó ập tan cái đóa hoa này là được rồi. Tức là đừng có muộn phiền quá, để cho hoa nó tự nhiên nở đi là tự động con sẽ thấy vui. Cho nên khi mà lòng mình nó mệt mỏi buông xuống là tự động hoa nó nở ra. Là buông xuống bằng cách nào? Thiền tập, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật thôi lòng của mình buồn hết, thì mới niệm được. Lòng của mình không có nhớ nhung gì hết, chỉ có nhớ một câu thôi: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà lại. Cái bài hôm nay thầy muốn chia sẻ với chư vị thiện hữu tri thức trong chuyến đi tu tập, cũng như bà con ở vùng núi, rằng chúng ta tịnh độ đã có sẵn ở trong lòng. Việc của mình làm là đừng có chất chồng thêm rác rưởi và cặn bã của phiền não khổ đau, đừng có hơn thua giành giật, đừng có tham lam ích kỷ quá nhiều. Tức là nghiệp mới thì đừng có tạo, và nghiệp cũ thì sám hối buông bớt đi. Tâm của mình thường hằng ngày quan sát, chút giận chút hờn buông bỏ, ai đó giận hờn buông bỏ. Việc ác đã làm xin nguyện bỏ, việc ác chưa làm xin không làm, việc thiện đã làm xin làm tiếp, việc thiện chưa làm nguyện làm thêm. Mỗi ngày như vậy là mình đang sống trên cực lạc. Làm được bao nhiêu việc thiện, cực lạc mình rõ ràng mà gần gũi bấy nhiêu. Bỏ được bao nhiêu việc ác là mình xa lánh được bấy nhiêu địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bao nhiêu lòng tri ân của mình với mọi khoảnh khắc đời sống hàng ngày mà mình có, mình có với người mình thương, mà cho mình một chiếc dép, một bữa cơm, mình cảm ơn được hay không? Mình thấy cái niềm vui của họ, cái tình yêu của họ trong đó hay không? Thiền là khả năng nhận ra, khả năng thấy những cái thứ đặc biệt hàng ngày của mình dưới bước chân. Còn mắt, còn tai, là mũi, ngũ căn này và tâm tư của mình. Chỉ cần mình biết cái niềm vui sống của mình hàng ngày nó bao nhiêu là biết tịnh độ của mình nó gần bấy nhiêu, mình thiền giỏi bấy nhiêu. Thiền không phải làm cho mình khổ nha, thiền không phải là hành hạ mình, thiền là đi là tịnh độ. Tịnh độ là đây, khi mình an trú miệng cười chánh niệm như vậy thì mình đang buồn hay đang vui? Đang vui. Thử mà hít một hơi mà không mỉm cười được là người đó đừng có nên ở với họ nhiều. Hãy để cho họ ở một mình để họ khổ, để họ chuyển hóa với cái khổ của họ. Người nào lúc nào cũng vui hết, hạnh phúc lắm mới ở được người đó. Ai cũng muốn tu, làm sao biết mình tu đúng tu sai? Coi thử hàng ngày mình vui lên hay mình buồn xuống, hàng ngày mình dễ dàng sống hay là mình khó khăn sống. Ai tới với mình họ cũng hoan hỷ hay ai tới với mình họ cũng sợ hãi? Sống sao mà người ta sợ mình là thôi đời sống mình thất bại. Biết ta bệnh, ta biết chúng sinh có bệnh, hoan hỷ cho nhau, không có muộn phiền và trách móc. Đó. Đây, đó là lời chia sẻ cuối cùng của chúng con đến đại chúng. Đây là tình đồ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Bụt là lá chín, pháp là mây bay. Tăng thân khắp chốn quê hương nơi này.